Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Cô Hạnh rất vui vì lại được tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong video ngày hôm nay. Và trong bài học ngày hôm nay, cô và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu nội dung gì. Thì các bạn đừng rời khỏi màn hình nhé. Hãy chú ý quan sát xem hết video này của cô, được chưa? Rồi, thế thì trong bài học ngày hôm nay, các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung như thế nào và liên quan đến vấn đề gì. Thì các bạn hãy cùng đọc cho cô cái đoạn văn ở phía trên này nhé, để chúng ta sẽ cập nhật cái thông tin, được chưa? Bây giờ chúng ta thấy là các bạn cũng biết là biến đổi khí hậu thì đang làm cho trái đất của chúng ta nóng lên, đúng không? Rồi cụ thể này, đó là năm 2019 thì nhiệt độ toàn cầu đã cao hơn 1,1 độ C so với cái thời kỳ tiền công nghiệp. Và nó đã biến năm 2019 này thành năm nóng thứ 3 trong lịch sử. Đó. Và một cái dự kiện khác nữa đó là năm 2012 thì diện tích lớp băng ở Bắc Cực thì chỉ còn khoảng 3,99 triệu km vuông. Và mức này thì là mức thấp nhất từng được ghi nhận. Đó, chúng ta thấy là cái tình trạng đáng báo động của khí hậu, đúng không? Rồi, nồng độ axit trong các đại dương thì cũng cao hơn 25% so với 150 năm trước, và nó đã đe dọa đến môi trường sống của các cái động thực vật ở dưới biển, mà ngoài ra còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của con người. Đó. Vậy qua cái đoạn hội thoại, qua cái đoạn văn này thì chúng ta thấy là có một cái số thông tin. Đó, những cái số liệu ở đây đó là gì? Các bạn thấy là 1,1 độ C này, hoặc là gì? Hoặc là 3,99 triệu km vuông, đúng không? Cụ thể chúng ta thấy nó xuất hiện là số 1,1, 3,99. Thì đây chính là các số thập phân. Đấy. Vậy thì số thập phân, các phép tính liên quan đến số thập phân, ví dụ như cộng trừ nhân chia số thập phân, chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Thì cô và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Và nó sẽ nằm ở trong chương số 7, số thập phân nhé. Bây giờ chúng ta hãy quan sát và lại đi tìm đọc cho cô hai cái bảng tờ báo sau nhé. Đấy, hai cái đoạn văn ở trong tờ báo này các bạn quan sát cho cô là dự báo nhu cầu tiêu thụ trong nước năm 2020 thì đã bao gồm cả dự trữ, đó là 29,96 triệu tấn thóc. Trong đó thì tiêu thụ của người dân là 14,26 triệu tấn, phục vụ cho chế biến 7,5 triệu tấn, phục vụ cho chăn nuôi là 3,4 triệu tấn. Và ở đây các con số thống kê này là dựa theo báo chính phủ.vn, đúng chưa? Rồi, đó là hình 7.1a. Tiếp tục chúng ta lại quan sát cho cô hình 7.1b. Thì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì nhiệt độ thấp nhất miền Bắc lúc 6 giờ của ngày 25 tháng 1 thì được ghi nhận tại Padin, Điện Biên, đó là -4,2 độ C. Và còn lúc 19 giờ ngày 24 tháng 1 thì là -2,4 độ C. Đấy. Vậy bây giờ qua hai cái hình này, đó là hình 7.1A và hình 7.1B, thì các bạn sẽ quan sát thấy cho cô nó có một số những cái con số, đúng không? Đây, chúng ta thấy rất là quen thuộc rồi, đó là các số thập phân đây. 29,96, 14,26, 7,5, 3,4. Đó là các cái số thập phân quen thuộc mà chúng ta đã được học rồi. Và ngoài cái đoạn văn ở ngoài cái hình 7.1a là những cái số thập phân quen thuộc ra, thì chúng ta thấy ở trong hình 7.1b chúng ta thấy có một số những cái số thập phân mà lại có thêm dấu trừ ở đằng trước, các bạn thấy không? Đây, -4,2, -2,4. Vậy thì các cái số thập phân mà có dấu trừ đằng trước như thế này, đây người ta cũng gọi là các số thập phân âm, được chưa? Rồi, vậy thì cụ thể số thập phân nó sẽ được dùng làm gì và nó có ý nghĩa ra làm sao, cách dùng như thế nào, thì cô và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Đó là bài số 28, số thập phân nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sang cho cô phần 1 nhỏ, đó là phân số thập phân và số thập phân nhé. Vậy đầu tiên thì cô và các bạn sẽ cùng tham gia vào hoạt động số 1 này. Hoạt động của số 1 của chúng ta như sau, là các bạn hãy viết cho cô các phân số thập phân
17 phần 10 này, 3,4 34 phần 100 này, là 25 phần 1000 dưới dạng số thập phân, được chưa? Rồi, đó là hoạt động số 1. Bây giờ các bạn sẽ cùng làm cho cô cái hoạt động số 1 này nhá. Giải này. Đấy, hoạt động 1. Rồi, hoạt động số 1, viết các phân số thập phân này dưới dạng số thập phân. Thì đây chúng ta có là 17 phần 10. Đấy, thì 17 phần 10 các bạn thấy mẫu đó là số 10. 10 thì đằng sau số 1 nó có một số 0 đúng không? Vậy thì khi đó chúng ta sẽ lùi sang bên phải của bên trái của số 17 là một chữ số, vậy ở đây sẽ là 1,7. Thấy chưa? Tiếp theo là số 34 phần 100. Đấy, thì chúng ta thấy là số 100 này thì đằng sau số 1 có hai chữ số 0. Vì vậy mà chúng ta sẽ viết số 34 này này. Sau đó thì lùi về phía bên trái của số 34 này là gì nhỉ? Là hai số chữ số. Đấy, thì ở đây là 1 này, 2 này. Rồi, khi đó chúng ta sẽ được là bằng 0,34. Tiếp theo chúng ta sẽ có là số 25 phần 1000. Đó. Vậy thì tương tự chúng ta cũng sẽ có là bằng này, đây 25 này. Rồi, vậy ở đây các bạn thấy là đằng sau số 1 có 3 chữ số 0. Vậy chúng ta sẽ lùi về phía bên trái này 3 chữ số 5, 2 này. Bây giờ mình viết thêm số 0 vào đây. Rồi, sau đó viết là 0,0025. Được chưa? Rồi, đó là cô đã đi viết các cái phân số thập phân này dưới dạng số thập phân rồi. Và bây giờ cô và các bạn sẽ cùng tham gia vào hoạt động số 2 nhé. Hoạt động số 2 của chúng ta như sau, là các bạn hãy viết các số đối của các phân số thập phân trên. Viết các số đối của các phân số thập phân này. Vậy bây giờ cô sẽ viết được như sau. Ý thứ nhất này, số đối, số đối của số 17 phần 10 là số đối của một phân số này thì cô có thể viết là gì đây nhỉ? Trừ này, 17 phần 10. Rồi, tiếp theo, số đối của số 34 phần 100. Đấy, thì chúng ta sẽ có này. Đây, số đối của số 34 phần 100 là số đối của 34 phần 100. Bây giờ chúng ta thấy là ngoài cái cách là viết dấu trừ ở giữa dấu của phân thức này ra thì cô có thể viết là dấu trừ này ở phía trên tử này hoặc là phía dưới mẫu, đúng không? Thì đây sẽ là trừ của 34 phần 100. Đó, và cái đầu dòng thứ 3 đó là số đối của phân số thập phân 25 phần 1000 là âm của 25 phần 1000. Rồi, đó chính là hoạt động số 1 và hoạt động số 2 của chúng ta. Vậy qua đây các bạn sẽ rút ra được cho cô một số những cái kết luận như sau. Đó là các cái phân số là 17 phần 10 này, 34 phần 1000 này, 25 phần 34 phần 100 này, 25 phần 1000 này, người ta sẽ gọi là các phân số thập phân. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ thấy này. Bây giờ chúng ta lại quan sát cho cô. Ở đây thì các bạn thấy là âm 17 phần 10 như thế này thì các bạn thấy có thể viết là thành âm của 1,7, đúng không? Thì khi đó số âm 1,7 người ta sẽ gọi là số thập phân âm. Còn 1,7 người ta gọi là số thập phân dương. Và ngoài ra thì 1,7 và âm 1,7 người ta sẽ gọi là hai số đối nhau, được chưa? Cũng tương tự giống như là phần số nguyên đấy. Bây giờ các bạn hãy viết cho cô những cái kết luận này vào vở cho cô nhé. Các bạn sẽ viết cho cô cái phần kết luận này vào vở này. Đó là số thập phân âm ấy, thì ở đây chúng ta thấy là các phân số âm của 17 phần 10 này, âm 34 phần 100, âm 25 phần 1000 cũng được gọi là các phân số thập phân, được chưa? Rồi, và ta sẽ viết là âm của 17 phần 10 là bằng âm 1,7 và gọi cái số âm 1,7 này là số thập phân âm, được chưa? Và đọc là âm 1,7. Đó. Còn các số là 1,7 này,
0,34 này, 0,025 này thì gọi là số thập phân dương. Và khi đó thì trong một số trường hợp thì người ta còn có thể viết thêm cái dấu cộng đằng trước các cái số thập phân này, đó là cộng 1,7 này, cộng 0,34, cộng 0,025, vân vân. Được chưa ạ? Rồi, đó là cách mà chúng ta sẽ viết cũng như là ký hiệu. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ có là các số thập phân dương và các số thập phân âm thì được gọi chung là số thập phân. Đấy, được chưa? Rồi, và các số 1,7 này và âm 1,7 thì được gọi là hai số đối nhau. Nhớ chưa? Rồi, đây là phần kết luận của chúng ta về cái phần số thập phân âm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng có cái nhận xét cho cô như sau. Đầu tiên đó là mọi phân số thập phân thì đều có thể viết được dưới dạng đó là số thập phân, đúng không nào? Rồi, và ở đây nhận xét thứ hai là mỗi số thập phân thì chúng ta thấy rằng là gì? À, nó sẽ gồm có phần số nguyên, nó sẽ được viết ở bên trái của dấu phẩy, và phần thứ hai đó là phần thập phân được viết ở phía bên phải của dấu phẩy. Bây giờ cụ thể cô sẽ cho các bạn một cái ví dụ như sau. Các bạn có này. Đây, cô cho số thập phân âm 215,417. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Rồi, thì ở đây chúng ta thấy cái số thập phân này nó sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất đó là phần gì? Phần số nguyên. Đấy, là phía bên trái dấu phẩy đây. Đó, được chưa? Phần thứ hai đó là phần thập phân là 417 như thế này. Đó là phần thập phân nhá. Rồi, bây giờ chúng ta lại có là gì? Để phân biệt. Đây, ví dụ ở đây phần nguyên đây chúng ta lại có các số là 2, 1, 5 này. Thì bây giờ để phân biệt các cái số ở trong cái phần số nguyên này thì người ta sẽ làm như thế nào? À, người ta sẽ quy định ở đây nhá. Thì chúng ta có là số 2 này sẽ được đặt ở gọi là hàng trăm. Tiếp theo số 1 được đặt gọi là hàng chục. Và số 5 này sẽ được gọi là hàng đơn vị. Đó. Còn cái phần thập phân này thì chúng ta sẽ ký hiệu thế nào? À, số 4 này sát ngay sát dấu phẩy này, chúng ta sẽ đọc là hàng phần 10, quy định là hàng phần 10. Tiếp theo đó đến là gì? Số 1 sẽ là hàng phần trăm và số 7 sẽ là hàng phần nghìn, đúng chưa nào? Rồi hàng phần 10, hàng phần trăm, rồi hàng phần nghìn. Đó chính là những cái quy ước cũng như là cách gọi các cái hàng tương ứng đối với các cái chữ số ở trong một số thập phân, đúng không nào? Rồi ở đây chúng ta sẽ có như vậy, các bạn sẽ ghi nhớ cho cô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát lại cho cô hai cái đoạn, hai cái hình là 7.1A và hình 7.1B. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ trả lời cho cô câu hỏi sau này. Đó là em hãy chỉ ra các số thập phân xuất hiện trong đoạn tin hình 7.1A và hình 7.1B. Đây, hình 7.1A này, dự báo nhu cầu tiêu thụ trong nước năm 2020 đã bao gồm cả dự trữ là 29,96 triệu tấn thóc. À, đây. Thế thì ở đây chúng ta thấy là số thập phân xuất hiện đầu tiên đó là 29,96, đúng không? Rồi, tiếp theo số thập phân thứ hai đó là số 14,26, tiếp tục là 7,5, 3,4. Rồi, còn ở bên đoạn thứ hai này thì sẽ là gì? Là các số là âm 4,2, âm 2,4. Rồi, và người ta yêu cầu là tìm số đối của các số thập phân đó. Vậy bây giờ chúng ta ban đầu sẽ tìm các số thập phân nhá. Giải này. Đây, các số thập phân Xuất hiện trong đoạn tin hình 7.1A và hình 7.1B là, đây các bạn sẽ kể cho cô này, ở đây đầu tiên sẽ là 29,96, đúng không? 29,96 chấm phẩy này. Tiếp theo là số 14,26 chấm phẩy này. Tiếp theo là số 7,5 chấm phẩy, 3,4 chấm phẩy. Đây, cô sẽ kể luôn ở bên cái đoạn tin bên này nhá. Đó là số âm 4,2
và cuối cùng là âm 2,4. Hết, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm cho cô các cái số đối của các số thập phân này, đúng không? Rồi bây giờ cô ghi là các số đối của các số thập phân trên trên lần lượt là, đấy, cô sẽ nói là lần lượt là để cô sẽ không cần phải viết lại nữa nhá. Tức là cô không cần phải viết dài dòng là ví dụ như là số đối của 29,96 là âm 29,96, sau đó lại xuống dòng là số đối của 14,26 là âm 14,26, đúng không? Thì nó rất là lâu. Và bây giờ cô sẽ ghi ở lần lượt là nhá. Tương ứng này nó sẽ là âm 29,96 chấm phẩy, ở đây sẽ là âm 14,26, tiếp theo ở đây sẽ là âm 7,5, tiếp tục số đối của 3,4 là âm 3,4, số đối của âm 4,2 thì sẽ là 4,2, và cuối cùng số đối của âm 2,4 sẽ là 2,4 chấm hết. Rồi đó là cái phần trả lời câu hỏi của chúng ta. Đó, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm cho cô bài luyện tập số 1 các bạn nhé. Ở đây chúng ta có hai ý này. Ý đầu tiên là các bạn hãy viết phân số thập phân âm 5/1000 này, rồi âm 798/10 dưới dạng số thập phân, rồi tìm số đối của các số thập phân đó. Rồi tiếp theo là viết các phân số thập phân xuất hiện trong đoạn tin hình 7.1b dưới dạng phân số thập phân. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có này. Đây, câu số 1 nhá. Câu số 1 các bạn quan sát cho cô này, giải nhá. Ý đầu tiên này. Đó, ý đầu tiên là viết các phân số thập phân này dưới dạng số thập phân. Rồi thì là âm của này. Ta có âm 5/1000 thì sẽ bằng, đây, chúng ta sẽ viết số 5 như thế này. Sau đó thì lùi về phía bên trái 3 chữ số này. Đây là 1, 2, 3, đúng không? Rồi ở đây sẽ là 0 phẩy. Được chưa ạ? Rồi sau đó chúng ta thấy ở đây có âm thì chúng ta viết dấu âm vào. Xong, đúng không? Tiếp theo là âm 798/10. Âm 798/10. Đấy, thì chúng ta sẽ có là bằng, đây, chúng ta thấy là chia cho 10 thì sẽ lùi về phía bên trái của số 798 này một chữ số. Vậy ở đây chúng ta vẫn viết dấu âm này. Rồi, 79,8. Đó, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm yêu cầu thứ hai, đó là tìm số đối của các số thập phân đó, đúng không? Thì chúng ta sẽ có là số đối của này, số đối của âm 0,05 chấm phẩy âm 7,98 lần lượt là nào. Số đối của âm 0,005 đó là bao nhiêu các bạn nhỉ? À, là 0,005. Còn số đối của âm 7,98 thì sẽ là 7,98. Đó, đó là cái ý thứ nhất trong bài luyện tập của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ trả lời cho cô ý thứ hai là viết các số thập phân xuất hiện trong đoạn tin hình 7.1b dưới dạng phân số thập phân. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại cái hình 7.1b các bạn nhé. Xem nó sẽ có các số thập phân nào. Đây. À, chúng ta thấy là có số âm 4,2 này, âm 2,4, đúng không? Thì bây giờ người ta bảo là viết các số thập phân xuất hiện ở trong đoạn tin hình 7.1b dưới dạng đó là phân số thập phân. Đấy, đây ý thứ hai nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ có là, à, các bạn viết dưới dạng số thập phân, phân số thập phân, đúng không? Thì âm 4,2 này chúng ta sẽ có là bằng, đây, dấu âm này chúng ta viết nguyên 4,2, thì chúng ta thấy là, à,
chúng ta thấy là đằng sau dấu phẩy có một chữ số. Vậy thì khi đó mẫu của chúng ta sẽ là 10, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ có là 42 phần 10. Tiếp theo là số âm 2,4 cũng như vậy. Âm 2,4 này thì sẽ bằng dấu âm chúng ta vẫn viết nguyên. 2,4 chúng ta sẽ viết thành 24 phần 10. Xong, đó là bài luyện tập số 1. Vậy chúng ta đã biết cách đó là chuyển từ một phân số thập phân sang số thập phân, và ngược lại cũng biết là chuyển từ số thập phân sang phân số thập phân rồi, đúng không? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có là ví dụ cô cho hai số thập phân như thế này thì chúng ta sẽ so sánh hai số đó như thế nào, thì cô và các bạn sẽ cùng tìm hiểu trong phần thứ hai nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang cho cô phần thứ hai, đó là so sánh hai số thập phân. Được chưa? Thế thì chúng ta đã biết cách so sánh hai số thập phân dương rồi, cũng như là cách so sánh hai phân số rồi, đúng không? Vậy tương tự như thế, để so sánh hai số thập phân âm thì các bạn sẽ và so sánh hai số thập phân âm đó với số 0 thì các bạn sẽ làm như thế nào? Bây giờ các bạn hãy chú ý lên trên bảng cho cô nhé. Đầu tiên đó là gì? Số thập phân âm thì nó cũng sẽ nhỏ hơn số 0 và nó sẽ nhỏ hơn số thập phân dương. Được chưa? Rồi nó sẽ theo sắp xếp theo thứ tự là số thập phân âm này, rồi nhỏ hơn số 0 này, rồi nhỏ hơn số thập phân dương. Được chưa? Rồi tiếp theo là cái phần nhận xét thứ hai là nếu cô cho A và B là hai số thập phân dương. Nhớ nhá, A và B là hai số thập phân dương thì nếu A mà lớn hơn B thì trừ A sẽ nhỏ hơn trừ B. Được chưa? Nó sẽ ngược lại như vậy nhá. A lớn hơn B thì trừ A sẽ nhỏ hơn trừ B. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng so sánh cho cô bằng cách là làm cho cô bài luyện tập số 2 là sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Đấy, từ bé đến lớn thì các bạn lưu ý cho cô sẽ là số thập phân âm này. Đấy, lưu ý cái chú ý này nhá, số thập phân âm sẽ nhỏ hơn số 0 và sẽ nhỏ hơn số thập phân dương. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải cái bài luyện tập số 2 này. Đây, sắp xếp. Các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Là. Rồi, là gì đây? Bây giờ chúng ta sẽ có này. Ban đầu chúng ta sẽ xem số âm trước này. Đây chúng ta có là số, đây là âm 8,152, đúng không? Và âm 8,9. Vậy ở đây chúng ta sẽ so sánh cho cô nhá. Đây bên này chúng ta sẽ làm ra nháp này. Bên này là nháp nhá. Đây chúng ta so sánh là âm 8,152 và số âm 8,9. À vậy chúng ta thấy là số như nào đây? Số 8,152 thì nhỏ hơn 8,9, đúng không? Rồi đây, vì là 8,152 nhỏ hơn 8,9. Đấy, các bạn thấy 8,152 nhỏ hơn 8,9. Vì vậy mà âm 8,152 nó sẽ lớn hơn âm 8,9. Được chưa? Lớn hơn. Rồi. Rồi, thì tức là chúng ta phải xếp cái số âm 8,9 này trước, đúng không? Âm 8,9 này, sau đó đến số nào? Số âm 8,152. Rồi, sau đó hết số thập phân âm rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang đến số mấy nhỉ? Số 0. À, ở đây không có số 0, ở đây số 0, đúng không? Rồi, đến số 0 này. Đấy. Đấy, các bạn phải chú ý viết rõ nhá. Tại vì là chúng ta thấy là số thập phân này thì nó có dấu phẩy, nó lại gần giống với cả dấu chấm phẩy, đúng không? Vì dấu chấm, vì vậy dấu chấm các bạn phải viết đậm vào nhá. Đây, đến số 0 này. Và cuối cùng sẽ là số thập phân dương là 0,12. Được chưa? Rồi, đó là bài luyện tập 2 của chúng ta. Vậy qua bài học ngày hôm nay, các bạn cần nắm được cho cô thứ nhất, đó là thế nào là số thập phân âm, đúng không? Rồi, số thập phân dương và số đối của số thập phân âm là số như thế nào. Tiếp theo là chúng ta phải biết cách so sánh cho cô hai số thập phân.
Đó, được chưa? Bây giờ chúng ta vận dụng vào làm cho cô các bài tập nhé. Bài tập đầu tiên sẽ là bài 7.1 trong sách giáo khoa. Viết các phân số thập phân sau dưới dạng số thập phân. Rồi tiếp theo là cô B chỉ ra các số thập phân âm viết được trong câu A. Vậy bây giờ chúng ta sẽ giải cho cô bài 7.1 này nhé. Đây, đầu tiên là câu A này. Các bạn sẽ viết cho cô các phân số thập phân này dưới dạng số thập phân. Thì đầu tiên là 21/10. Đấy, 21/10 thì chúng ta sẽ viết được bằng 2,1. Đó, tiếp theo là âm 35/10. Thì các bạn sẽ viết được thành âm của 3,5. Tiếp theo là số âm 125 phần 100. Đấy, phần 100 thì các bạn sẽ thấy là cô vẫn viết dấu âm này. 125, vậy bây giờ chúng ta phải lùi sang phía bên trái này hai chữ số, đúng không? Thì sẽ là 1,25. Vậy kết quả sẽ là âm 1,25. Tiếp theo là âm 89 phần 1000 thì sẽ bằng. Đây, chúng ta viết nguyên dấu âm này. Số 89, đây các bạn thấy là 89 ở đây chia cho 1000 thì ở đây đằng sau số 1 có 3 chữ số 0. Vậy phải lùi sang phía bên trái của số này 3 chữ số. Vậy đây thêm số 0. Rồi, vậy sẽ là 0,089. Rồi, vậy kết quả là âm 0,089 nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu B. Câu B người ta bảo là chỉ ra các số thập phân âm và viết được mà viết được ở trong câu A. Thì các số thập phân âm đó là gì? Âm 3,5 này, rồi âm 1,25 này, âm 0,089. Chưa? Bây giờ chúng ta có là các số thập phân âm viết được trong câu A là đó là âm 3,5 này, chấm phẩy này, âm 1,25 này, chấm phẩy này, âm 0,089 này. Rồi, đó, đó là bài 7.1A. Tiếp theo các bạn sẽ làm cho cô bài 7.2 các bạn nhé. Tiếp theo là bài 7.2 này. 7.2 là tìm số đối của các số thập phân sau. Đó, câu A là âm 421,3 và 0,15, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giải nhé. Câu A này, số đối. Số đối của âm 421,3 và số 0,15 lần lượt là số đối của hai số này này, âm 421,3, số đối của nó sẽ là 421,3. Đấy, và ở đây là 0,15 thì số đối của nó sẽ là âm 0,15. Rồi, được chưa? Tiếp theo cái cặp thứ hai đó là số đối của câu B. Số đối của số âm 7,52 và số âm 7,6 lần lượt là số đối của âm 7,52 thì chính là dương 7,52. Còn số đối của âm 7,6 là gì đây? Là dương 7,6. Rồi, đó chính là cách tìm số đối của các số thập phân, đúng không? Rồi, về nhà thì chúng ta sẽ ôn lại cho cô toàn bộ kiến thức của bài học ngày hôm nay này. Mục tiêu thứ nhất, đúng không? Tức là chúng ta sẽ tích thử xem nào. Đó là, đầu tiên là các bạn đã biết thế nào là số thập phân âm chưa? Cách thứ hai đó là tìm số đối của một số thập phân, đúng không? Và thứ ba là so sánh được cho cô hai số thập phân. Và lưu ý cho cô là gì? Là số thập phân âm sẽ nhỏ hơn số 0 và nhỏ hơn số thập phân dương. Chưa nào?
Rồi, đó là phần toàn bộ kiến thức của bài học ngày hôm nay. Về nhà thì các bạn sẽ làm thêm cho cô các bài tập còn lại trong sách giáo khoa và sách bài tập nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video lần sau. Xin chào tất cả các em. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học về sách.